Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của anh Dũng ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để anh Dũng lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống xôm mình lại ha. Tàn ok luôn cô chú anh chị ha, hàng chuẩn cho Tết năm 2025. Cho cô chú anh chị mình sưu tầm mình cho Tết năm 2025 luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của anh Dũng nha. Rồi cũng không là mất thời gian nữa, em mà cô chú anh chị mình về gặp luôn anh Dũng, nên Dũng chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Em chào anh Dũng ơi. Rồi chào, chào ha. Chào cả nhà ha. Nay quay lại kênh em xin giao lưu là một giờ giống mai ha. Rồi. Rồi cây đầu clip của em cây số 1, hôm nay là cây siêu bông mình lợi nha. Này có tàn luôn cô chú, tàn cũng khá luôn ha. Sửa hàng này nút nụ cho Tết được hết nha. Và đem ra điểm này là 21 mà. Rồi quanh 21 ha. Cứng 20 rồi tính gần 21, tính 20 đi. Tính 20 đi. Rồi. Cây lên một số nụ kim mà cô chú anh chị ha. Cây bo già. Cao nó là 80. Rồi. Ngang là 59. Rồi, cái này mình giao lưu như thế nào? Rồi mã số 1 mình xin luôn 550 nha. Rồi 550. Rồi, luôn. Rồi cây luôn anh ha. Rồi mã số 2. Cũng là siêu bông mình lợi luôn nha. Rồi. Cái này thì lùng lực của chú anh chị ha. Nha. Và ném ra vị trí này là 20 nha. Rồi. Cái này có tàn không ha? Cao là được 54. Ngang 54 luôn. Rồi. Rồi cây này cũng xin luôn 550 luôn nha. Rồi 550 bao ship luôn ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 3. Rồi. Cũng là bình lợi luôn nha. Em lên clip này là bình lợi không nha. Có củ nở luôn. Hoành 22. Rồi, củ nở của chính chị nở. Cao 76. Ngang 74. Rồi. Rồi cái này xin giao lưu là 600 nha. Rồi 600 ngàn ha. Rồi đã cái lưu nha. Số 4. Rồi. Cũng là bình lợi luôn nha. Rồi cái này phơm củ hết họng củ rồi. Còn ẩm luôn à. Hoành là 23. Rồi, cái củ nó cô chú anh chị quá trời đá luôn ha. Tàn rất là đều luôn cô chú anh chị. Cao 79. Ngang này được là 64 nha. Rồi. Rồi cây này xin lưu 800 nha. Rồi 800 ngàn bao ship luôn ha. Bao ship. Rồi mình đổi cây luôn anh ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Số 5. Rồi. Đây mới à. Hoành 21. Rồi. Cây số mình lại luôn cô chú anh chị ha. Cao 90. Ngang là được là 51 nha. Rồi. Rồi cây này xin giao lưu là 750 nha. Rồi 750.000 bao ship cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi mà đổi cây luôn ha. Rồi mã số 6 ha. Đây là một cây nhị ngọc toàn ha. Ngọc toàn. Rồi, cây này cái tàn quá trời đá luôn ha. Tàn có củ luôn nè. Củ nút thú thôi khỏi chê. Bình 15. Rồi. Củ nó là 22. Cao 71, ngang 71. Rồi cái này mình giao lưu như thế nào? Rồi cây này xin giao lưu là 650 nha. Rồi 650 mình bao ship luôn ha. Bao ship. Rồi đợi cây. Mã số 7. Cũng là những ngọc toàn luôn nha. Rồi cây này cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Mầm tàn dù. Rồi. Bành 17 nha. Rồi cái tàn quá xa đã luôn ha. Cao là được 82, ngang 82 luôn. Rồi cây này 650 hả? Rồi cây này xin giao lưu 650 nha. Rồi 650 bao ship luôn á cô chú anh chị ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 7. Rồi. Cây này dán trực tàn thông cô chú anh chị ha. Tàn thông luôn. Quá trời đẹp cây này. Sư bông mình lại nha. Rồi. Hoành 2 à, 19. Rồi. Cao 77. Ngang 70. Rồi. Rồi cây này xin lưu 700 nha. Rồi 700 ngàn bao ship ha. Rồi mình đổi cây luôn anh ha. 8. Bình lợi luôn nha. Gốc hết hồi cái gốc luôn. Rồi về mua cây này lấy cái phôi cũng lợi nữa. Mã này mã số 9 ha. Mã số 9. 9. Rồi. Hoành 26 nha. Hoành 26 luôn. Cái gốc hết biết cô chú anh chị ha. Cái tàn nè. Quá trời đá luôn cô chú anh chị ha. Cao 75. Rồi. Ngàn 75. Rồi. Rồi cây này xin lưu là 900 nha. Rồi 900 ngàn bao ship ha. Bao ship. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi mã số 10. Là nhị ngọc toàn nha. Rồi cây này đang có hai mặt bông trên cây luôn cô chú anh chị ha. Có bông vàng với bông kem nha cô chú anh chị ha. Hoành. Cùng một nhánh bo luôn nè cô chú anh chị nè. Hoành 17. Đó. Bông kem bông vàng ha. Cao 76 ngàn 76. Rồi cây này xin lưu 600 nha. Rồi 600 ngàn ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi mã số 11. Nhị ngọc toàn luôn nha.
Rồi, cái này cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Vành 15. Rồi. Cao 75. Ngang là 57. Rồi, rồi cây xin lưu 600 nha. Rồi, 600.000 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi mã số 12 là mã cuối clip em luôn nha. Rồi. Là cây siêu bông mình lợi nha. Rồi rồi giờ để hết hồn giờ để nôm. Quá trời quá cũng giờ để luôn. Vành 25 nha. Rồi, cái cũ quá trời cái cũ luôn. Tổng cái cũ nạc của nó rồi. 67. Rồi. Cao 72. Rồi. Ngang 72. Rồi. Rồi. Rồi giọng hết hồn giọng ha. Rồi cây này em xin vô lưu là rồi cây này em xin vô lưu là 1.800.000 nha. Dạ, bao phí vận chuyển. Bao phí vận chuyển luôn cô chú anh chị ha. Để hết hồn này nó mua thôi không cũng đủ vốn nữa. Quá trời ơi, cụ đế luôn nha cô chú anh chị, cây thân lắc quá trời đã luôn. Cây này có lên nụ kim rồi ha. Thì hàng này chơi Tết Di Du. Rồi. Rồi, cây này cây cứu clip em ạ. Và mong quý vị cô bác xa xem được ủng hộ. Xin chào hẹn gặp lại. Rồi, cũng thay mặt cho kênh giống như anh Dũng, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ạ.